Hello everyone, my name is Thơ. Always, always. Usually, usually, usually. Often, often. Sometimes, sometimes, sometimes. Rarely, rarely, rarely. Never, never, never. Và chúng ta sẽ bỏ hết những phiếu đó vào một chiếc hộp và cùng nhau tham gia một thử thách đặt câu các bạn nhé. Chúng ta hãy cùng nhau sử dụng những trạng từ chỉ tần suất vừa rồi và nói về việc thực hiện hoạt động trong các buổi sáng, chiều và tối như thế nào các bạn nhé. Rarely. In the morning, I rarely watch TV. Often, often. In the afternoon, I often play badminton. Never, never. In the evening, I never play basketball. I never play basketball. Goodbye, everyone.